Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và lại là mình, Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Và mình ở đây để trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Thì các bạn có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua page tự học Tarot cùng Thu Anh. Đặt lịch xem là số chiêm tinh qua page chiêm tinh cổ học. Hoặc là đặt mua đá thạch anh, vật phẩm phong thủy như những đồ vật mình cho các bạn chọn tụ như thế này qua page tiệm phong thủy của Thu Anh. Và tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Trải bài của ngày hôm nay như thường lệ vào thứ bảy hàng tuần sẽ là dự đoán tuần mới. Ngày tháng cụ thể mình để ở phần tiêu đề. Và để chọn tụ ngày hôm nay sẽ có 3 hũ đá như thế này. Thì tụ 1 là hũ đá ruby Nam Phi. Tụ 2 là đá khổng tước, hay còn gọi là đá lông công. Và tụ 3 là peridot. Rồi, thì cả 3 tụ ngày hôm nay, cả 3 hũ đá ngày hôm nay đều mang sắc xanh lá và đều có tác dụng là cân bằng luân xa trái tim. Thì đây cũng có thể coi như là lời chúc của mình dành cho mọi người. Sang tuần mới chúng mình đều cân bằng luân xa trái tim. Và một biểu hiện khi mà bạn cân bằng được luân xa trái tim, khi mà luân xa trái tim gọi là sao nhỉ, nó được kích hoạt và đi vào hoạt động một cách điều độ cân bằng, đó là bạn cảm thấy yêu bản thân này, yêu thương bản thân, yêu thương người khác vô điều kiện này, và mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh, bao gồm cả với bạn bè, gia đình, người thân, người yêu, đều được cải thiện theo này. Bạn thôi không còn cảm giác bất an, sợ bị bỏ rơi và không còn ghen tuông ghen tị trong mối quan hệ. Khi mà bạn đạt được trạng thái đó rồi thì đó là lúc mà luân xa trái tim của bạn đang ở trạng thái cân bằng. Rồi, ngoài đồ vật chọn tụ ra thì mình sẽ rút cho các bạn mỗi tụ một lá bài tarot 3 xu. Tụ 1, tụ 2 chúng mình có nữ hoàng ly, và tụ 3 mình có devil. Thì thông điệp thêm dành cho 3 tụ với tụ 1 đó là mình thấy trong thời gian, trong tuần tới hoặc trong khoảng thời gian này là bạn sẽ phải làm việc nhóm nhiều, sẽ có sẽ có thể là làm việc nhóm này, nhiều buổi hội thảo này. Nhưng nhìn chung là mình thấy bạn phải nói, bạn phải học cách lắng nghe quan điểm của người khác, đồng thời học cách nói lên quan điểm, suy nghĩ của mình một cách rõ ràng, lành mạch, rành mạch. Ok. Ok, đây là điều tốt. Với tụ 2 thì nữ hoàng ly, thì các bạn tụ 2 trong khoảng thời gian tới hoặc trong tuần tới sẽ thiên về chữa lành. Chữa lành và tập trung vào các yếu tố tinh thần, cảm xúc, các mối quan hệ nhiều hơn là hành động. Và với tụ 3, với lá quỷ dữ, thì thứ mà các bạn cần bây giờ, mình thấy hiện tại đó là chữa lành năng lượng tiêu cực ở bên trong. Hoặc là các bạn đang có một cái xu hướng xấu, hoặc thậm chí là nghiện ngập. Các bạn phải hiểu là nghiện ở đây không nhất thiết là phải nghiện một cái chất gì đấy, hay nghiện một hành động gì đấy. Đôi khi là chúng ta nghiện cái việc nghiện hoặc ám ảnh bởi một cái suy nghĩ tiêu cực nha. Đấy, thì đó là thứ, tức là giống như kiểu là mỗi khi ra lá bài quỷ dữ thì mình đều hình dung là tự bạn trói bạn vào một cái điều gì đấy xấu xa và tiêu cực. Không ai trói bạn hết mà là tự bạn làm thế. Và bạn chỉ có thể thoát ra được khỏi xiềng xích của bản thân bằng cách mở khóa cho chính mình. Rồi, thì đó là thông điệp của 3 tụ. Các bạn có thể chọn tụ dựa trên thông điệp mình vừa mới nói, dựa trên sở thích của các bạn với đồ vật chọn tụ, hoặc là tua video chúng tụ nào thì đó là tụ dành cho các bạn. Bây giờ mình xin phép được vào tụ 1 luôn cho câu hỏi là dự đoán tuần mới nhé. Rồi, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn là những người chọn lá bài 3 xu và hũ đá ruby Nam Phi. Và thông điệp dành cho các bạn trong tuần tới đó là các bạn sẽ làm việc nhóm nhiều. Làm việc nhóm nhiều. Tương tác với nhiều người.
Vậy đó là điều tốt hay không tốt? Nó cũng tùy nha. Nếu mà bạn là người hướng ngoại thì ok, bạn có thể thích cái việc ở cạnh người khác. Nhưng mà nếu mà bạn là người hướng nội thì mình e rằng là bạn sẽ cần phải học cách cân bằng và dành thời gian để sạc lại pin, nạp lại năng lượng sau một ngày dài chỉ tương tác với người khác. Thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy và chủ nhật. Ok, tuần này tốt. Tổng quan năng lượng của tổng tuần này là tốt. Ok nhá. Tổng quan năng lượng là tốt, dĩ nhiên sẽ có sự kiện này sự kiện kia nhưng mà không đáng kể. Thì đó. Thì mình thấy trước tiên là ngay trong ngày đầu tuần sẽ có một cái niềm vui, có thể là sẽ có tin vui xuất hiện. Kế hoạch theo được tiến triển thuận lợi suôn sẻ này, sẽ có một tin tức tốt lành này, sẽ đạt được một cái kết quả đẹp, kết quả tốt nào đấy ngay trong ngày đầu tuần và đem đến cho bạn nhiều niềm vui hạnh phúc ngay trong ngày đầu tuần. Trong ngày thứ ba thì lưu ý cho mình là sẽ có một số trục trặc nhỏ và bạn phải giải quyết. Thì những cái trục trặc phát sinh trong ngày thứ ba cảm giác như là không nhờ được ai cả mà chỉ mình bạn mới có thể giải quyết được. Nó không phải là vấn đề lớn nhưng không ai xử lý được ngoại trừ bạn, thì đó là các vấn đề trong ngày thứ ba. Và thứ tư thì chú ý cho mình tất cả các mối quan hệ mới mà bạn sẽ gặp trong ngày thứ tư này, bởi vì khả năng cao là bạn sẽ gặp được quý nhân đấy. Thế nên là nếu được thì mình xin số. Có thể là bạn vừa gặp người ta, bạn đã có một cái cảm giác thôi thúc đặc biệt là tôi muốn làm quen người này, tôi muốn biết nhiều hơn về người này, thì hãy xin thông tin liên lạc của họ nhé, chú ý cho mình. Và trong 2 ngày tiếp theo, thứ năm và thứ sáu, thì sẽ có một số trục trặc liên quan đến một nam nhân mà theo miêu tả thì nam nhân này có thể là có nước da tối màu, ngăm đen hoặc trông có phần xương sẩu nhá, khó tính nữa. Thì có thể là bạn sẽ bị nam nhân này hơi lấn át một chút, thậm chí là hơi bắt nạt. Thì thay vì mình nhún nhường nhẫn nhịn thì mình không bảo bạn là nổi đóa lên và chửi nhau với họ hay đấm nhau với họ, mà hãy thẳng thắn nói với họ cái ý kiến của bạn, quan điểm của bạn, để họ biết là lịch sự và thẳng thắn nói cho họ biết là họ đang đi quá giới hạn. Nói không, học cách từ chối nếu bạn không hài lòng về một điều gì đấy và họ sẽ tôn trọng. Thì cái người này chỉ là tính họ hơi hung hăng một chút thôi, như chứ không phải là họ cố tình muốn làm tổn thương bạn. Thế nên nếu mà bạn có thể là nói một cách lịch sự và chân thành những điều bạn thật sự nghĩ, những điều bạn mong muốn từ họ hoặc từ mối quan hệ thì họ sẽ tiếp thu nhé. Rồi đấy là câu chuyện của thứ năm và thứ sáu. Và thứ mà các bạn cần đó chính là cái khả năng giao tiếp tốt, thẳng thắn nhưng vẫn giữ được cái sự lịch sự, văn minh, bình tĩnh. Rồi, trong 2 ngày cuối tuần thì sẽ có tin vui liên quan đến khía cạnh tiền bạc tài chính. Thế nên là đây cũng là thời điểm tốt để các bạn ra quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc tài chính. Ví dụ là kinh doanh, đầu tư, mua bán tài sản lớn. Ok, tóm lại là tổng thể tuần là tốt. Đấy, chỉ có một số lưu ý. Đấy là thứ hai không có lưu ý gì nhé. Thứ hai tận hưởng cuộc sống thôi. Thứ ba là có trục trặc nhưng mà đừng nhờ vả ai khác bởi vì chỉ mình bạn mới làm được. Thứ tư, xin số nếu có thể. Thứ năm, thứ sáu, học cách nói không. Và thứ bảy, chủ nhật, ra quyết định tài chính quan trọng hoặc đơn giản là bạn tận hưởng tiền của đến với bạn. Và quan trọng nhất đó là thông điệp của cả giai đoạn này, đó là các bạn sẽ phải gặp gỡ nhiều người và làm việc nhóm nhiều. Thế nên là hãy học cách cân bằng năng lượng nếu trong trường hợp bạn là người hướng nội và bạn cần ở một mình để sạc lại pin. Ok, đây là một tuần thuận lợi nhé. Không có
biến cố lớn hay đột ngột gì đâu. Có chuyện xảy ra thì mọi thứ cũng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của bạn thôi. Rồi, thế mình xin phép được dừng trả bài ở đây. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình. Bye bye. Rồi, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn là những người chọn hũ đá Lông Công hay là còn gọi là hũ đá khổng tước và lá bài nữ hoàng ly, và như mình nói ở phần mở đầu, đấy là tuần này của các bạn tụ hai sẽ thiên về chữa lành hoặc là dành thời gian cho các mối quan hệ thân tình thân thiết, dành thời gian cho khía cạnh cảm xúc tinh thần. Ok. Tuần này có cần phải lưu ý khá nhiều về nhân duyên. Khá nhiều thứ cần phải lưu ý về các mối quan hệ và nhân duyên. Thế nên mình mong trong tuần này bạn giữ được cái sự bình tĩnh và đáp lại tất cả những thứ đến với mình bằng sự bao dung, tha thứ và độ lượng. Rồi nhá, thì trong 2 ngày đầu tuần này, trong 2 ngày đầu tuần sẽ có sẽ có một chút trục trặc vấn đề liên quan đến một nam nhân, và nam nhân này mình thấy là có nước da khá là sáng màu hoặc là nước da trắng đấy. Thế thì có thể là bạn sẽ không hài lòng một cái điều gì đó với nam nhân này, hoặc nam nhân nói gì đó không phải với bạn. Nhưng mà bạn ơi, mình khuyên một cách thật lòng, đấy là trải bài thì không có nói là nam nhân này thật sự làm tổn thương bạn hay hay gì nhá. Có thể chỉ đơn giản là bạn không hài lòng với họ một điều gì đấy thôi, nhưng bạn đừng có nói lời tổn thương hoặc là đừng có hành động dại dột, bốc đồng trong 2 ngày đầu tuần. Trong 2 ngày này, bởi vì nếu mà bạn không kiểm soát được cơn tức giận thì bạn sẽ phải hối hận sau này đấy. Đấy. Mình lấy một ví dụ thôi, có thể là mọi thứ rất là đơn giản là bạn đi đường và có một người nam nhân này vô tình tông trúng đít xe của bạn, và họ cũng không có xin lỗi, thái độ cũng kiểu thờ, thế là bạn bực mình quá, bạn nhảy xuống xe, bạn chửi nhau với người ta. Ok, có thể là họ cũng chẳng chửi lại bạn đâu, bạn tưởng mọi chuyện đến đây là hết, là kết thúc, bạn vừa trả thù được cái việc là họ tông trúng bạn, nhưng mà ai ngờ đến công ty đi làm thì bạn lại bị sếp chửi không ra gì. Mặc dù nghe chuyện có vẻ không liên quan đến nhau. Đấy, nhưng mà nó có liên quan là kiểu thế, tức là nếu mà bạn không hài lòng với một nam nhân, bạn không hài lòng với cái người nam nhân này thì kệ thôi, cứ để cái đấy trong lòng và bỏ qua được thì bỏ qua. Đừng nói, đừng hành động. Nếu không là sẽ gieo nhân nào gặt quả nấy đấy. Rồi, và trong 2 ngày tiếp theo, thứ tư và thứ năm, bạn trong cái khía cạnh hôn nhân này, hoặc là người yêu này, hoặc là mối quan hệ hợp tác làm ăn chung này, thì bạn sẽ nhận ra được bộ mặt thật của một cái người khá là thân thiết với mình, có thể là bộ mặt thật. Hoặc là bạn nhận ra là vợ hoặc chồng mình không tử tế, không chân thành như mình tưởng. Bạn nhận ra đối tác làm ăn hóa ra không thật thà như mình tưởng. Đấy, thì kể cả thế nhá, cũng đừng làm gì cả. Tức là cái năng lượng tổng thể của tuần này á, là bạn đừng có làm gì cả, kể cả khi là bạn cảm thấy cực kỳ khó chịu với ai đấy. Rồi, kể cả khi bạn cảm thấy nam nhân có nước da sáng màu đối xử tệ với bạn, bạn cảm thấy vợ hoặc chồng đối xử tệ với bạn, ok, đừng làm gì vội. Năng lượng nữ hoàng ly và năng lượng của luân xa trái tim từ đá Lông Công, tha thứ vị tha, bao dung,
Bởi biết đâu nhá, bẵng đi một thời gian, một tháng sau, bạn mới nhận ra hóa ra là bạn đã hiểu lầm tất cả những cái đối tượng này. Và rằng là chuyện không đáng bận tâm đến thế. Bạn không cần phải nổi đoá lên. Đấy. Tóm lại suốt xuyên suốt từ thứ 2, 3, 4, 5. Tóm lại không quan trọng là bạn cảm thấy thất vọng, khó chịu, không hài lòng với ai. Tổng thể không quan trọng với ai. Bực bội với ai. Mình tạm bỏ qua. Coi như là không gì xảy ra. Tập trung vào những gì bạn cần phải làm. Và thậm chí là từ nay đến hết tuần cũng thế. 3 ngày cuối cũng có cái kiểu năng lượng như thế. Tức là cái lá bài Queen Ly, Nữ Hoàng Ly á, là muốn bạn giữ được cảm xúc, tâm trạng cân bằng trong tuần này. Không quan trọng là bạn gặp chuyện gì đi nữa. Và nhớ cho mình, và đặc biệt trong 3 ngày cuối tuần nhá, là bạn sẽ phải đối mặt với một người khá là bướng bỉnh, cứng đầu, ngoan cố, và lại một lần nữa bạn muốn chửi nhau với người ta. Tức là nguyên cả một cái tuần này mình thấy là ít nhất có ba vấn đề liên quan đến con người, đến nhân duyên, và đều khiến bạn bực bội. Đấy, có ba vấn đề như thế. Và thật ra bạn phải hiểu tất cả cái này đều đang là thử thách của vũ trụ, đều là cám dỗ của vũ trụ. Việc của bạn là bạn tập trung vào mục tiêu của mình. Xuyên suốt cả tuần này nhá, thôi mình không có chia ra làm thứ mấy nữa. Từ thứ hai đến chủ nhật, bạn nhớ cho mình. Bây giờ nhá, trải bài này ra vào thứ bảy đúng không? Ok, thế bạn có nguyên cả một ngày chủ nhật để bạn lên kế hoạch những gì mà bạn cần làm trong tuần sau. Và bạn chỉ tập trung cho mình làm những cái đấy thôi. Thì không quan trọng là bạn bị vướng mà xung đột tranh cãi với ai đấy. Bạn mỉm cười, hiền từ như một vị Phật. Bạn bỏ qua và tập trung vào cái to-do list, tập trung vào cái mục tiêu đã đề ra. Tuần này thì nên thế. Nha. Nha 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 nha. Đừng cãi nhau, đừng xung đột, đừng nổi đoá, đừng bốc đồng. Không thì người chịu thiệt sẽ là bạn đấy. Bạn sẽ phải hối hận sau này đấy. Rồi, nhớ vậy đi. Nguyên cả một tuần này, bạn phải là một vị Phật, một thánh sống. Và đừng ăn thua, đừng hơn thua với ai hết trong tuần này. Ok, thì đó là trải bài các bạn tụ 2. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình. Bye bye. Rồi, xin chào các bạn tụ 3. Các bạn là những người chọn hũ đá Peridot và lá bài quỷ dữ. Và cẩn thận xu hướng. Hoặc là bản thân đã dính vào rồi một cái xu hướng xấu này, tiêu cực này, ám ảnh này, có thể là nghiện. Thì mình nói rồi đấy, không nhất thiết là chúng ta nghiện chất kích thích hay là một cái gì đấy, một cái hoạt động gì đấy đâu. Mà đôi khi thứ nghiện nó là nghiện suy nghĩ tiêu cực, nghiện một ai đấy, ám ảnh với một ai đấy. Thì bạn phải hiểu thế này, tất cả những cảm xúc nghiện và ám ảnh đều là tiêu cực hết. Mình không quan trọng là bạn nghiện cái gì, nghiện công việc này, nghiện ngủ, nghiện game, nghiện ăn, nghiện uống, nghiện người này, nghiện người kia, nghiện suy nghĩ về một cái gì đấy. Cứ nghiện, cứ ám ảnh là mất cân bằng, là tiêu cực, là không tốt rồi. Thì làm thế nào để thoát ra? Bản thân mình thôi. Đấy, bản thân bạn thôi. Bản thân bạn biết phải làm gì thôi. Cai nghiện thôi. Đó không phải thứ mà bạn có thể làm ngày 1, ngày 2 nhiều. Và cái khoảng thời gian mà bạn nghiện, bạn bị ám ảnh bởi một cái gì đấy càng lâu, thì để dứt ra thì cần càng nhiều thời gian. Thế nên nếu mà bây giờ chúng mình cai nghiện càng sớm thì càng tốt. Ok. Ok.
Ok là trải bài cho đến nay vẫn rất tốt. Rồi, thì tổng thể năng lượng của tuần này thì là tốt nhá. Đó. Ok, tổng thể năng lượng của tuần thì là tốt. Nên có thể là cái xu hướng nghiện ngập này nó vẫn chưa đem đến hậu quả cho bạn đâu, nhưng mà kể cả là vậy thì bạn vẫn nên cân nhắc suy nghĩ. Không, mình không nghĩ là nên cân nhắc suy nghĩ, mà bạn nên quyết tâm cai nghiện càng sớm càng tốt. Bởi vì trong bộ bài Tarot ấy, lá số 15 là quỷ dữ và lá số 16 ngay sau 15 là lá tòa tháp. Tức là nếu mà cái xu hướng, cái thói quen suy nghĩ tiêu cực, cái sự ám ảnh này nó kéo dài quá lâu thì thứ theo sau chính là sự sụp đổ, là một sự cố đột ngột bất ngờ. Và bởi vì tuần này nó chưa xuất hiện không có nghĩa là tuần sau nó chưa xuất hiện. Ok, nó có thể đến bất cứ lúc nào. Thế nên cứ coi như đây là lời cảnh báo để bạn có thể dứt ra được cái sự nghiện ngập đó càng sớm càng tốt, cái nỗi ám ảnh đó càng sớm càng tốt nhé. Và bạn nhớ là chả ai đeo gông cùm vào cổ bạn hết, là bạn tự đeo xiềng xích lên mình thôi. Rồi, tuần này thì như thế này, ngay trong ngày đầu tuần thì mình thấy là sẽ có một cái sự kiện tương đối vui vẻ đông người, có thể là tiệc tùng liên hoan, chúc mừng, đám cưới, đám hỏi. Ok, không có gì cần phải lưu ý về bữa tiệc này, bạn cứ tận hưởng thôi. Thực ra nguyên cả tuần này không có gì cần lưu ý cả. Rồi, trong 3 ngày tiếp theo nhé, thứ ba, thứ tư, thứ năm, trong khía cạnh có thể là học tập, công việc. Học tập là dành cho những bạn đang là học sinh, sinh viên á, thì bạn sẽ vượt qua được một cái biến cố, à biến cố thì không đúng, một cái chướng ngại vật lớn đã tồn tại trong cái con đường, trong cái hành trình công việc học tập của bạn, hoặc có thể cuộc sống nói chung, bạn vượt qua được rồi và bạn tiếp tục đi trên cái hành trình này. Và với cái lá bài thiên thần thì nó là lời gửi động viên đến bạn là hành trình mà bạn đang đi á, là bạn đang nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, thế nên cứ an tâm đi trên hành trình này đi. Mình lấy một ví dụ nhá, trong 3 ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm nhá, bạn đang là sinh viên năm cuối, bạn đang viết luận văn và bạn đang gặp một cái trục trặc nào đấy về cái đề tài luận văn của mình và bạn đang chưa biết cách giải quyết, thì trong 3 ngày này bạn sẽ tìm được hướng giải quyết, bạn sẽ xử lý được và có người tới giúp bạn. Đấy, nên việc của bạn là tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến với mình này, tin vào kết quả tốt, mang năng lượng tích cực lạc quan và đừng bỏ cuộc chỉ vì một số chướng ngại vật xuất hiện trên con đường. Ví dụ bạn đang viết luận văn thì bạn bỏ cái gì đây? Bạn bỏ toàn bộ luận văn để bạn không tốt nghiệp nữa hay sao? Đấy, sẽ có một số trường hợp là một số tình huống là chúng ta không thể nào bỏ cuộc được, chúng ta buộc phải tiến về phía trước. Trong ngày thứ sáu thì bạn sẽ thấy là bạn sẽ chứng kiến sự ra đời của một đứa trẻ hoặc là một cái thứ gì đấy mới trong công việc, trong dự án công việc, hoặc một ý tưởng mới liên quan đến công việc học tập. Ok, đó cũng là điều tốt. Trong ngày thứ bảy bạn sẽ nhận được một món quà nhỏ, nhỏ thôi, không đáng để mang đến thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn. Đủ để bạn vui cả ngày. Có thể là bạn được ai đấy khao một cốc cà phê, chỉ đơn giản thế thôi. Và chủ nhật thì sẽ có những dấu hiệu cho thấy là thay đổi mới sắp đến với cuộc sống của bạn, và thay đổi này sẽ đem đến cả điều tốt lành lẫn thử thách mới, tích cực lẫn tiêu cực. Tóm lại nhé, nguyên cả một tuần này ấy, bạn không nghe trải bài này thì bạn vẫn sống sót tốt, bởi vì thật sự là sự kiện đến thì nó đến thôi, không có cái gì để bạn phải kháng cự và bạn cũng không cần phải lưu ý gì với những sự kiện đến cả. Cứ tận hưởng cả tuần của mình, bởi vì toàn là sự kiện tốt thôi, hoặc là sự kiện thay đổi thì cũng chẳng làm được gì cả, nó thay đổi thì thay đổi thôi, vận đến là thay đổi thôi. Cái điều mà mình muốn nhắc lại, sự kiện trong tuần thôi không có vấn đề gì lưu ý nhá, nhưng mà cái lá bài năng lượng tổng quan thì lại là quỷ dữ, Devil. Thế nên mình vẫn muốn nhắc lại với các bạn rằng bạn đang có một cái xu hướng xấu,
một thói quen xấu mà cần phải bỏ càng sớm càng tốt đấy. Chỉ vì tuần này thuận lợi không có nghĩa là bạn nên tiếp tục thói quen và cái nỗi ám ảnh này. Rồi, thì đó là trả bài dành cho các bạn tụ ba. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình. Bye bye.